Bác có hài lòng với bộ sản phẩm này chúng cháu bàn giao không ạ? Vâng, bác xin cảm ơn quý nhân. Vâng, thì chúng cháu rất cảm ơn gia đình bác đã tin tưởng và xuống tận cơ sở chúng cháu là xem và ký vào bộ sản phẩm. Thì nhân dịp năm mới là cháu chúc gia đình bác là thật nhiều sức khỏe và sang năm là làm ăn phát tài phát lộc nhé. Vâng, xin cảm ơn và chúc doanh nghiệp của các anh làm tuần tới và hai là cứ làm đẹp để bà con biết tiếng này, vâng. Mua sản phẩm càng nhiều. Vâng, thì cháu rất cảm ơn gia đình nhá. Vâng. Ok bác. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhá. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 22 tháng 1 năm 2020. Thì rất vinh dự chúng tôi vừa bàn giao cho gia đình nhà bác Khoa Thiết tại xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa. Đây trước màn hình quý vị đây là anh con trai bác chủ nhà đây. Thì tại xã Yên Luật này chúng tôi đã cũng bàn giao rất nhiều sản phẩm cho khách hàng này đây rồi. Đây là bộ bàn ghế nghê đỉnh tay 12 và bao gồm có 6 món. Được đục chạm vinh vong rất là đẹp và toàn bộ chúng tôi là sử dụng chất liệu gỗ hương đá. Hương đá tự nhiên. Nhập khẩu Nam Phi. Ngoài ra còn có một chiếc kệ tivi phía bên này nữa. Đây là chiếc kệ tivi sừng trâu 2m4 bằng chất liệu gỗ hương đá. Đây là bộ bàn ghế tổng toàn cảnh bộ bàn ghế chúng tôi vừa bàn giao cho khoảng cách cho gia đình nhà anh Khôi nhé quý vị nhé. Hôm nay là cũng là chuẩn bị Tết âm lịch 2020 rồi. Thì, thay mặt cơ sở đồ gỗ Tùng Tám là kính chúc gia đình nhà bác Khoa là một năm mới an khang thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe. Mọi người có nhu cầu thì có liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 510816 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây tôi lướt qua chi tiết bộ bàn ghế cho quý vị để xem được. Còn bộ phần mặt ghế này là liền tấm một lá. Đây, trường đục nghê phượng. Đục chạm rất là sắc nét. Đỉnh nghề này quý vị. Tay 14 nó to, nó rộng hơn nhiều lắm bác. Vâng. Vâng, nó dài chật nhà luôn ấy. Ở phía bên này là chiếc kệ tivi. Là lọ hoa chứ gì đấy. Rồi, xin chào mọi người nhé và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.